Tôi xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy đến với Khẩu Vị Ngôi Sao để chúng ta có được những công thức chế biến rất là ngon miệng. Bên cạnh đó là những câu chuyện chia sẻ đến từ những nghệ sĩ của chúng tôi mời đến đây. Và đây chính là những thần tượng để cho hai bạn fan hâm mộ cố gắng thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Nào, xin mời quý vị chào đón một người đồng nghiệp nam rất dễ thương, đáng yêu, tài giỏi và đẹp trai nữa. Đây cũng chính là đồng đội của tôi trong một đội bóng FC Nghệ Sĩ. Đó chính là nam diễn viên Huỳnh Quý. Chào Quý. Ôi, diễn viên mà như người mẫu vậy đó. Đẹp trai quá. Quý, đủ rồi. Chào anh Quang. Chào em. Trời ơi, hoành tráng được chứ. Ủa mà sao xây cái nhà vàng khè vậy? Màu vàng nó tượng trưng cho sự ấm áp. Nó tượng trưng cho màu áo của em nữa. Nhưng trong bây giờ vàng rồi, anh có bận màu vàng nữa. Em đang mắc kiến màu vàng đó, em nhìn cái gì cũng màu vàng hết. Nãy giờ huyên. Huỳnh Quý xin chào anh Hoàng Rapper, chào quý vị khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Thì hôm nay nhận được lời mời của anh Hoàng Rapper đến thăm nhà của ảnh. Và anh cũng bật mí một xíu là bữa nay anh có mời hai người bạn nữ rất là xinh xắn dễ thương của ảnh tới đây để gọi là giới thiệu em làm quen, đúng không? Thưởng thức món ăn. Thưởng thức làm món ăn. Làm quen kết bạn Facebook với nhau để họ thu hẹp được khoảng cách giữa thần tượng và fan hâm mộ. Hiểu không? Dạ, cũng khó cho em lắm quý vị à. Quỳnh Quý cũng nhắn nhẹ cho em là fan nam hay fan nữ nha. Fan nam để em suy nghĩ, fan nữ em gật đầu liền. Không phải, tại anh cũng biết thằng em nó đang độc thân. Ừ. Anh nói là có hai bạn nữ dễ thương xinh xắn tới. Dễ thương, đảm bảo. Làm sao mình từ chối được cái ý tốt của anh, đúng không? Dạ. Khách tới nhà mời vô phòng khách. Cảm ơn Hoàng. Mời Quý. Khách Quý tới nhà rồi. Thoải mái không? Ủa. Đẹp không? Bữa nay anh đổi gu qua chơi gấu bông hả? Của mấy bạn khách mời tuần trước. Phải không? Chứ em nghe chơi để quên. Con này của anh lắm nha. Cái phần bộ đồ là cũng hợp với con gấu lắm đó. Tại biết sao không? Mình có nhà mới á, muốn đổi gu về thẩm mỹ cho mình tươi trẻ lên. Đúng rồi, hợp lý quá. Nào, xin mời quý khách hãy đặt hàng đi ạ. Hãy ghi ra hai món ăn mà Huỳnh Quý cảm thấy muốn được thưởng thức nhất ngày hôm nay. Hai tờ giấy, mỗi tờ mình ghi lên đây một món bí mật, không cho anh thấy, không cho khán giả thấy luôn. Nói chứ qua nhà anh Hoàng thì em cũng giản dị đơn sơ, ăn những món ăn gần gũi thôi chứ không có cao lương mỹ vị gì hết. Bây giờ là cực phẩm nha. Hai bạn fan hâm mộ đáng yêu ngày hôm nay mà chúng ta đang rất mong chờ. Xin mời Huỳnh Quý cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn Thanh Huyền và Mỹ Tiên. Đó, chào hai bạn. Mời hai em ngồi, mời hai bạn. Chào hai bạn. Nào, mình tự giới thiệu về bản thân đi, mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào anh Quý. Em tên là Thanh Huyền, hiện tại em 21 tuổi. Em đang học diễn viên và em thần tượng anh Quý. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Cảm ơn em. Mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào Quý ạ. Em tên là Mỹ Tiên, hiện tại em đang là mẫu ảnh và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, người mẫu nha, cũng là liên quan nghệ thuật. Động lực nào đưa đẩy em đến đây? Dạ, tại vì em thấy anh có ngoại hình cao, đẹp trai. Giống như chương trình hẹn hò ấy trời. Nói thích em. Đáng yêu quá. Dạ. Cảm ơn Tiên. Và hy vọng là hai bạn ngày hôm nay cố gắng dành tình cảm của mình, sự chân thành sẽ khiến cho món ăn ngon miệng hơn. Dạ. Hai món ăn nằm đây, nhưng mà lật và chọn như thế nào sẽ là dành cho bạn sẽ chiến thắng qua vòng thử thách đầu tiên. Chúng ta trải qua ba cái thử thách nho nhỏ. Hai thử thách đầu là sẽ là hai câu hỏi, thử thách cuối là vận động ha. Dạ. Chúc cho hai bạn may mắn. Và bây giờ xin mời hai bạn cầm bảng lên nào. Huỳnh Quý cũng tham gia nha. Chúng ta sẽ có ba cái ẩn số. Sau ba ẩn số này sẽ là những cái cụm từ khóa nó liên quan đến cái khẩu vị và những kỷ niệm nào đó của Quý mà chưa bao giờ anh ấy chia sẻ. Chúng ta sẽ cố gắng giành quyền lật ô số bằng cách trả lời đúng câu hỏi như sau. Chuẩn bị, câu hỏi đầu tiên. Khâu nhục là món ăn đặc sản của tỉnh nào? Sẽ có ba gợi ý đi. A. Lạng Sơn, B. Lào Cai, C. Bắc Cạn. Dạ, 3, 2, 1, xin mời đáp án. Trời đất ơi, thiệt cái đáp án nó dễ thương y như chủ nhân luôn vậy trời. Thật thà ghê. Em nghĩ là 3 chấm Lạng Sơn. Bên đây em chọn đại tại em không biết C là Bắc Cạn. Dạ, em thấy cái tên đạ.
Đúng rồi. Đối với những người miền Nam của mình á, thì ít có cơ hội để lắng nghe. Khâu nhục là đặc sản của Lạng Sơn. Chúc mừng em. Trời ơi, ba chấm này nghĩ đại nè. Dạ, chứ đúng ngại rồi. Cái gì. Chúc mừng bạn Huyền, bạn đã trả lời chính xác. Bởi vì khâu nhục là một món ăn thường được thấy trong những dịp lễ Tết hoặc những sự kiện quan trọng như đám cưới, đám hỏi hoặc ma chay của người dân tộc vùng cao phía Bắc, nổi tiếng nhất là ở Lạng Sơn. Khâu nhục được làm từ thịt lợn nhưng lại mang cho người thưởng thức một hương vị thật khác khi được chế biến rất cầu kỳ với đầy đủ những loại gia vị như húng liều, ngũ vị hương, địa liền, mật ong, rượu, giấm, xì dầu, v.v. Chúc mừng hai bạn. Rồi, như vậy là ưu tiên dành cho bạn 1-0. Bạn sẽ lật ô số mấy ha Huyền ha? Em muốn lật ở giữa trước. Ở giữa? Là em lật số 2. Số 2, xin mời Bí ẩn số 2. 5 lần một lúc. 5 lần lúc là sao? Ngày xưa cái thời mà lúc đó là hủ tiếu gõ, mì gõ là 2.000 một tô á. Trời ơi, nhớ rồi đó. Đó, mà thời đó là bản thân em cực kỳ thích cái món là hủ tiếu gõ, mì gõ mà hủ tiếu khô á. Thì lúc đó 2.000 một tô, em ăn một lúc có thể là ăn 5 tô. Ồ, mà lúc đó mấy tuổi mà ăn dữ vậy? Đó, hình như em nhớ là cấp 1 á. Cấp 1, cấp 1. 5 tô một lúc các bạn ơi. Không, mà cũng phải, ngày xưa 2.000 tô, một đũa một là hết 1 tô rồi. Như vậy đó, cũng 2-3 muỗng là hết rồi đúng không? Mà cứ ra càng ăn càng thấy ngon. Càng ăn càng ngon, ăn riết mà cái cô chủ quán hay những người bán hủ tiếu gõ là ai cũng em tới là cứ nhớ mặt em mà bán 5 tô. Không cần phải kêu gọi gì hết á. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Mỹ Tiên cố lên. Hãy cho chúng tôi biết Nham Gò Công là tên gọi của món nào ghê ta. Trước giờ nghe Nham Thạch, Nham Hiểm mà giờ có Nham Gò Công. Có Nham Gò Công nữa. Wow. A. Bún. B. Gỏi. C. Lẩu. Nham Gò Công. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Gỏi, gỏi. Ủa sao giống nhau vậy? Mỹ Tiên. Ủa chữ cũng giống. Sao bạn chọn gỏi? Thường thường gỏi em thấy có nhiều tên lạ lắm. Mà bác gọi gỏi này là nộm đấy. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn em? Dạ thì hồi nãy em chọn đáp án đầu tiên, giờ em chọn cái thứ hai thôi. Trời ghê luôn á, em logic khoa học quá ha. Ai, đáng tiếc cả hai bạn đều trả lời đúng. Nham Gò Công là tên gọi dành cho gỏi nha. Bởi vì Nham Gò Công là một món gỏi gồm thịt heo ba chỉ luộc cắt nhỏ trộn với chuối khế với chỉ một thứ rau dắp cá cùng nạc cua, gạch cua của một loại cua đặc biệt ở Gò Công. Loại cua nước lợ ở đây có một mùi ngai ngái như là rong biển lẫn mùi nồng nồng rất đặc biệt. Chính sự pha trộn hai loại thực phẩm có mùi vị rất đặc trưng này đã làm cho món Nham Gò Công trở thành một món ăn có mùi vị rất độc đáo. Hay quá. Tỷ số 2-1. Wow, Mỹ Tiên là bứt phá nha. Nhất quyết là không nhường quyền ưu tiên. Như vậy thì với cái câu trả lời này của hai bạn đều đúng nên quyền lật ô số sẽ thuộc về Huỳnh Quý. Em lật ô số mấy? Thôi thì em ưu tiên số 1 đi. Số 1 đi ha. Dạ. Xin mời số 1. Tốt nhưng không thích và cũng không có cái huy hiệu thằng bếp luôn, vậy là cái ô số 3. Tốt nhưng không thích. Một loại thức ăn, thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe nhưng mà em không thích. Có nghĩa là em bị dị ứng trái cây. Và rau củ quả luôn. Củ quả thôi. Rau thì vẫn ăn được. Còn nghiêng về trái cây là đa phần em sẽ không ăn được trái cây. Mặc dù trái cây rất là tốt cho sức khỏe, bổ sung vitamin, thực phẩm này ngộ nữa. Ta. Ủa thấy da mặt em cũng ok lắm mà ha. Dù em không ăn được mà ngộ cái em uống được. Sinh tố được, nước ép đúng được. Đúng rồi, ví dụ cái trái cây đó mà ép thành nước uống thì em có thể uống được. Rồi, cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với thử thách cuối cùng và hy vọng một trong hai bạn sẽ cố gắng nỗ lực để giành lấy quyền ưu tiên và lựa chọn một trong hai món ăn ngày hôm nay Huỳnh Quý đã đặt hàng. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Nào, chúng ta đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao và bây giờ sẽ là thử thách cuối, đó chính là trò chơi rút giấy xếp hình. Mà rút bằng miệng nha, không được rút bằng tay. Trong vòng khoảng thời gian chỉ có 90 giây thôi, xem ai có nhiều thành phẩm hơn. Miệng thì rút giấy nhưng tay phải lập tức gấp lại làm tư để chúng ta để qua một cách gọn gàng một bên. Lưu ý tránh lãng phí giấy nên toàn bộ số giấy đó lát nữa chúng ta sẽ lau chùi khu bếp mình cho thật là sạch sẽ nha. Có thể cho em xin mỗi hộp một tờ được không? Chi vậy? Em chậm mồ hôi hả? Lát em chậm mồ hôi cho hai bạn. Ok. Yên tâm nha. Mệt nha. Em cho em xin thử tờ nha. Ở bên tờ cho đồng đều. Dạ đó. Thương quá. Đó. Chăm sóc tận tình quá. Chứ mấy bạn cũng qua đây gọi là phụ giúp anh em mình. Đúng chứ rồi. Đứng không thì kỳ. Bây giờ sẵn sàng nhé. Chúc Mỹ Tiên và Thanh Huyền thành công. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó. Đúng rồi. Đó. Mỗi người một chiến thuật ha. Bạn Huyền cũng khá nhanh. Hay quá.
Đặng Huyền lúc đầu tính là rút lia rút lịa, một lúc 10 tờ rồi mình mới xếp sao. Hai bạn rất là giỏi xếp hình nha. Quan trọng là mình xếp có gọn, có đẹp và có xếp ngay ngắn lại vào vị trí ban đầu hay không. Chỉ còn 30 giây nữa thôi, cố gắng lên, cố gắng lên. Nhẹ nhàng, dễ thương quá nha. Cố lên bé ơi. Trời ơi, bên đây có dính màu son môi, kỷ niệm lắm. Hồi nữa xong mấy cái em xin hết mới giấy đem về nhà, kỷ niệm quá. Thôi, mình để mình dùng để mình vệ sinh bếp cho sạch sẽ. Chỉ còn có 10 giây thôi nha. Bắt đầu đếm ngược. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, cảm ơn các bạn. Mình ngừng tay nha. Hay quá trời đâu em ơi. Dạ, thôi đổ mồ hôi dạ, nhẹ quá. Dạ, em ghen tự. Anh không ghen tự em. Dạ, dạ. Chứ sao cũng có. Đó, em ghen dạ, ơi. Dạ. Ngại quá. Hay quá. Trời, ngại rồi, cảm ơn em. Kiểm tra bình Thanh Huyền đi. Cái tờ cuối là hết giờ, mình không tính nè. Rồi. 1 nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 tờ giấy. 14 tờ giấy. Và bây giờ Hoàng Rapper sẽ kiểm tra bên khu vực của Mỹ Tiên. Rồi, anh xin phép nha. Cái cuối mình không tính ha, tại hết giờ rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Và 10, 4 luôn, thấy chưa? Rồi, bước vô hiệp phụ. Bằng tờ giấy này, hãy gấp hình máy bay của ai đẹp nhất qua sự chấm điểm của bạn Quỳnh Quý thì người đó giành chiến thắng. À, khó giờ biết gấp bài. 15 giây, bắt đầu. Xem hình máy bay nha. Mà phải bay được. Không. Ai bay xa hơn người đó thắng. Quý chịu không? Chịu á. 75 đi cái giấy này nhẹ lắm, chắc chắn là nó bay rồi đó. Vấn đề là cứ ra còn máy bay giây. Ráng lên hai bạn. Máy bay phải dĩa bay nha em. À nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Còn 5 giây. Trời ơi, tên lửa đó, cái là tên lửa rồi đó. Còn 3 giây. 2, 1, hết giờ. Dạ, máy bay có rồi. Dễ hơn. Bây giờ mình thi thố cái khả năng bay nè. Hô cái bài nha, em hô đi. Mình tính ở vị trí ở phía trước nha. 3, 2, 1. Để nguyên hiện trường nha. Hai cú này bay xa rồi nha. Như vậy, phần thắng đã rõ. Chúc mừng bạn Mỹ Tiên, bạn đã chiến thắng ở vòng thi đấu này. Rồi, hiệp phụ căng thẳng quá. Chúng ta quay trở về phòng khách thôi. Mỹ Tiên ơi, em đã chiến thắng ở vòng cuối, có nghĩa là ô số 3 đã thuộc về em. Đồng nghĩa việc huy hiệu thần bếp chắc chắn thuộc về em rồi. Lắp ô số 3 nè, cho như tên một bài hát. Sao cái từ khóa của em nghe nam tính vậy? Vì ngọt đôi môi. Nói chung là em cũng là một người hảo ngọt. Hảo ngọt. Nên những món ăn, những cái khẩu vị của em đa phần đều thích cái ngọt ngọt á. Ai ngọt ngào với em là em dính nè. Vị ngọt đôi môi ở đây là những cái độ ngọt, những cái khẩu vị ngọt chạm vào môi của em. Nên có cái từ khóa là vị ngọt đôi môi. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta đã hiểu được cái khẩu vị. Nên lát nữa nấu ăn có thể mình sẽ ưu tiên cho cái vị ngọt nhiều hơn. Nhưng mà hãy thật cẩn thận, lỡ như nấu món mặn thì sao? Dạ. Tò mò quá. Không biết là hai cái món ăn chính bữa nay là món nào để cho bạn Mỹ Tiên, bạn ưu tiên chọn trước nè. Mời bạn lật ra hai món ăn đã đặt hàng. Món đầu tiên là sơn hào. Sơn hào quá. Cơm chiên dương châu. Dạ. Yeah. Món còn lại chắc phải là canh nè. 2, 3. Món còn lại dương châu là khác cơm hải sản nha. Ủa rồi mắc chứng gì chọn hai cái cơm chiên hết vậy? Thường người ta chọn món nước, món khô hay là món mặn, món ngọt cho đa dạng. Tại vì ngoài cái sở thích là hủ tiếu mì của em thì món em thích nhất là món cơm chiên. À, Mỹ Tiên, em có quyền ưu tiên chọn. Một là cơm chiên hải sản, hai là cơm chiên dương châu. Em chọn món nào? Dạ em chọn cơm chiên dương châu. Cơm chiên dương châu, tại sao? Tại em thấy món kia hơi khó. À, món dương châu rõ ràng là cũng khá là đơn giản. Dạ. Như vậy là chắc chắn món còn lại, cơm chiên hải sản sẽ thuộc về Huyền nha. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Dạ rồi, em cảm ơn. Chắc em ăn cơm này rồi đúng không? Dạ. Em thường chiên cơm ăn rồi đúng không? Dạ có. Ngay sau đây sẽ là đặc quyền thứ hai dành cho Mỹ Tiên. Em hãy chọn gian bếp cho mình đi. Theo hướng nhìn của khán giả, bên kia sẽ là bên phải, bên còn lại gần em nhất sẽ là bên trái. Mỹ Tiên chọn bên nào? Em chọn gần em nhất. Bên trái theo hướng dạ, nhìn đúng của khán rồi. Giả. Hai bạn thắng ra nha. Nào, xin mời quý vị chúng ta vào bếp thôi.
Yeah yeah, chúng tôi đã quay trở lại. Khẩu vị ngôi sao đã sẵn sàng với hai cái hình thức chế biến nó lạ lùng lắm nha quý vị. Một bên là của Mỹ Tiên, làm ơn đừng có để ná thở đàn gà của anh đang thả phía dưới nha. Nhiệm vụ của em di chuyển để lấy những dụng cụ và những nguyên liệu bằng cách là bước lên thảm gai. Cái thảm này nó hơi nhức nhức tí, nhưng mà khi mà em quen cảm giác rồi em giống như được massage vậy đó cưng. Đang cố gắng không được chạm vào gà nha. Okay. Rồi văng chữ ra ngoài, rồi văng chữ ra ngoài, rồi gom chữ bỏ vô nè. Còn bên bây giờ em mới để ý nha. Con gà này rất là giống anh. Thiệt á. Giống không? Rồi, Thanh Huyền, em thì lại khác. Dưới chân em là một cái đôi dép khá là đặc biệt. Nhiệm vụ của em sẽ di chuyển vượt qua các chướng ngại vật, không được chạm vào chướng ngại vật. Dạ. Nó hơi nặng nề, sẽ gây cản trở cho em, nhưng chỉ cần tập trung giữ thăng bằng là không bị té. Rồi, chuẩn bị hãy sẵn sàng. Cố lên nha. Bởi vì sao? Ơi. Những nguyên liệu trên đây ngẫu nhiên bỗng có một cái tờ giấy nhỏ nhỏ với hàng chữ trên đó. Các bạn chưa được quyền sử dụng ngay lập tức những nguyên liệu đó. Khách mời hỗ trợ các bạn bằng cách vượt qua thử thách với nội dung ghi bên trên. Khi vượt qua thành công thì mình mới được dùng nguyên liệu. Vậy thôi. Chuẩn bị sẵn sàng. Hai bạn đeo bao tay vào. Mời Quỳnh Quý vô phòng khách nghịch gà. Ủa không cho em ở lại chơi mấy bạn hả? Thôi em làm vướng tay vướng chân của mấy người đẹp sao? Thôi để em phụ đi. Dễ hơn chưa? Anh Hoàng ơi, em có một thử thách. Em muốn sử dụng trứng với lạp xưởng. Đó, em nghĩ coi. Món cơm chiên Dương Châu mà không có trứng với lạp xưởng ngon như toi món cơm rồi. Em đọc thử thách đi. Vừa lắc vòng vừa hát một bài hát trữ tình bất kỳ. Ra đây, giữa. Tiên ơi, vậy em anh sẽ cố gắng hát và rớt vòng hát từ đầu. Chưa giờ em chơi lắc vòng luôn á. Mà em rất hát bài gì? Hát đoạn điệp khúc bài cũng đang hít hít ha. Hít hít đi ha. Hoa nở không màu ha. Ok, hít hít rồi, hít hít rồi. Ok, em lắc đi, Mỹ trên thân thể của em. Là không cần vòng bụng đúng không? Em đẩy lên vòng cổ nha. Dạ được. Muốn thử thách bản thân mình khó hơn. Món ăn nó mới ý nghĩa được. Chuẩn bị, 3, 2, 1, vô. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Buồn biết mấy trận buồn thiệt á. Buồn thiệt. Lên tiếp luôn, tiếp luôn. Buồn biết mấy nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây. Nữa nữa nữa, tiếp luôn, tiếp luôn. Lắc bụng nữa, đổi lắc bụng thử rồi chứ em chóng mặt quá. Ừ. Không, em lắc giò đi. Hai tay thử coi. Để hả? Ừ, 2, 3. Hát. Hát đi. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Buồn biết mấy nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này. Anh Hoàng làm gì sao em như vậy? Lẹ đi, nó chết giằng giữa trời mây. Thầm làm ở trong trái tim hao gầy. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Thôi quá. Anh đã vượt qua thử thách để cho em rồi đó. Rồi, chúc mừng em. Toá đấy một hồi, thấy khó không? Khó đi. Đối với khẩu vị của sao là đầy sự bất ngờ. Đúng là của em có ăn nhà bếp luôn á. Anh với em nha, di chuyển bằng cà kheo lon để 15 quả bong bóng trên sân khấu. Ủa em cần món nào, em thiếu món gì? À, em thiếu hải sản. Trời ơi, được em. Đi. Em chỉ... Thôi anh không biết đạp bóng ở đây đâu vậy. Bình thường em chỉ sút bóng thôi, bữa nay chơi đạp bóng nữa. Ừ, coi như một kỹ thuật mới. Vô. Chơi. Hay đó. Hay đó. Không nổi rồi. Thì em phải giữ thăng bằng. Đứt dép rồi. Trời ơi. Đứt dép để anh sợ gì. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ơi, cái trẻ nào cũng vậy. Phải tập đi ha. Anh ơi, em lớn rồi anh ơi. Đó, hay quá. Khó à, khó à. Chà, bữa nay Quý qua nhà anh quậy quá nha Quý. Nhẹ nhàng. Hai chân luôn. Việc gì? Đúng rồi, đúng rồi. Cẩn thận, qua ghế bên kia đi, qua ghế bên kia đi, bóng bên kia nhiều á. Cái tướng sang trọng dễ sờ. Hay. Giỏi, quen rồi đó. Chủ nhà có thể hỗ trợ khách mời là gỡ bộ lại đúng không? Anh cũng muốn lắm chứ, mà dép thì có một đôi. Quen rồi đó, quen rồi đó. Được, được, trời ghê ghê. Đúng rồi, đó, thấy chưa? Tự tin quá. Trời ơi, đi cách quá rồi luôn rồi đó. Bên đây luôn. Có khi giờ em nhảy hip hop, santo, các kéo các kiểu được. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cẩn thận, cẩn thận. Ráng, ráng. Giữ thăng bằng. Giữ thăng bằng nha. Giữ thăng bằng nha. Bọn nghe phía trước, le lỏ. Bọn nghe biên đi. Trời trời. Ghê quá. Ráng lên, ráng lên. Còn mấy trái nữa, Quý ơi. Cố lên, cố lên. Giỏi. Yeah. Yeah.
Chúc mừng Huyền, bạn tiếp tục sử dụng nguyên liệu còn thiếu nào. Mở đâu, mở đâu. Anh Hoàng ơi, em lại có một thử thách nè. Cái gì? Chưa kịp rồi luôn. Bây giờ mà nghe hai đứa gọi mình đi. Anh Hoàng em đang muốn sử dụng cà rốt với lại đậu que. Thử thách là được chọn một trong ba loại gia vị để chấm và ngậm một lát chanh trong vòng 10 giây đếm ngược từ MC. Là bây giờ một miếng thôi đúng không? Một miếng thôi, chứ lẽ ba miếng, em muốn ba miếng không? Em muốn một miếng của em và một miếng của anh cho nó tình cảm mặn nồng. Chấp em luôn, nãy giờ em quá nhiệt tình, em quá dễ thương. Vậy đội là phải coi nha. Ok, bữa nay Quỳnh và Đệ nguyện chua chát cùng ngày cùng tháng cùng năm ấy. Đúng rồi, chọn đi một miếng hả? Mỗi người một miếng nhá. Bây giờ Đệ à, Đệ chọn chấm cái nào vậy hả? Mời Quỳnh chấm trước. Theo Quỳnh thì mình chấm hết ba cái đi. Cho nó thấm đượm tình yêu thương hữu nghị giữa đôi ta. Thôi chúng ta chấm cho nhau đi. Chấm cho nhau thì mới cạn tình cạn ý được. Đúng rồi, phải chấm cho nhau nha. À, đổi miếng hả? À. Ai biết, xong rồi. Ngậm. Ngậm hết luôn. Ngậm hết không? Nước luôn mấy. Cay quá. Nước luôn 10 giây nữa. Em nuốt hồ bớt rồi. Cay lên, anh nuốt lên. Ngậm lên, ngậm lên. Mát luôn. Rồi, bữa nay em no rồi, em nghĩ là em về nhà em được rồi, em không cần ngồi đó lại nữa. Nãy giờ em đã tiêu tốn khá nhiều dịch vị rồi, lát nữa mới lấy lại dịch vị bởi tài năng của hai cô gái. Mỹ Tiên à, em được dùng món mình thiếu rồi đó. Dạ. Chúc mừng em. Ủa, sao khóc cái gì? Thiệt á, em cảm thấy hạnh phúc khi mà sắp được thử thách. Ơi. Thôi không ấy em về. Dạ, không được. Em có chuyện bận không? Đúng, đúng, đúng. Dạ anh ơi, nhưng mà cái này dễ lắm anh. Diễn tả được 5 trạng thái biểu cảm: vui cười, tức giận, buồn rầu, lo lắng, sợ hãi. Hợp lý vô hoàn cảnh này luôn. Chuẩn bị. Vui cười. Vui lên. Đúng rồi. Tức giận. Ghim ghim vậy, đúng rồi đó. Buồn rầu. Buồn mà. Đúng rồi. Lo lắng. Chanh chua. Lo lắng không biết còn chưa đánh đâu nữa. Sợ. Sợ. Đâu cần thuyết minh. Phụ đề chứ vậy. Nét mặt thôi. Đó, đúng rồi. Cái đó sướng, cái đó sướng. Ủa vậy hả? Đâu mới lộn, lộn, bị lộn, lẫn lộn cảm xúc. Là lát nữa còn thứ thứ năm á. Ok. Rồi, cảm ơn bạn. Ok. Huyền ơi, em sử dụng nguyên liệu đó đi. Dạ. Mình đủ hết nguyên liệu rồi đúng không hai bạn ơi? Dạ đúng rồi anh. Anh em ta ra ngoài xúc miệng thôi. Đi. Hai bạn cố gắng nha. Chúc hai bạn thành công. Với Huỳnh Quý thưởng thức hai món ăn cân tài cân sức nghe quý vị. Một bên là cơm chiên hải sản của bạn Thanh Huyền, một bên là cơm chiên Dương Châu của bạn Mỹ Tiên. Bạn muốn thưởng thức món nào trước quý ha? Ở đồng bằng trước đi, là cơm chiên Dương Châu. Món gần nhất mình đi. Mình ra biển. Dạ ok. Vậy đi ha. Rồi mời bạn cơm chiên Dương Châu trước của Mỹ Tiên nè. Với món ăn không? Này thì không biết là Mỹ Tiên muốn dành lời chúc nào cho bạn Huỳnh Quý. Dạ em chúc anh ăn ngon miệng. Chúc ngon miệng đủ. Ngon miệng no cái bụng. Nó ăn hết dĩa luôn. Thôi nói chứ ăn vài muỗng để cảm nhận, nêu cảm nhận chứ ha. Nó lịch sự thì cái vị này khá là đặc biệt. Và cơm chiên vừa chín mềm luôn. Và cả những cái chả cà rốt này nọ cũng rất là đều gia vị, ăn rất là vừa miệng ạ. Cái rau củ như thế nào? Giòn không? Rau củ thì cà rốt rất là giòn. Nói chung dĩa cơm này rất là ngon. Rồi ha. Rồi, mời bạn Quý sẽ dùng một ngụm nước để trả khẩu vị của mình lại. Mình thưởng thức món cơm chiên hải sản. Hên quá, cứ tưởng ăn cơm vô có vị chua của cái chanh nãy. Học quên đi. Phần này đặc biệt hơn, mình phải dùng chút hải sản nữa. Thơm nha, đứng đây ngửi mùi thôi mà thấy thơm lắm nha. Cái màu vàng này là do bạn thêm trứng hay là màu vàng từ đâu ra? Dạ đúng rồi anh. Cái vị ra sao, thấy ra khơi chưa, thấy mùi biển không? Theo những gì mà anh thử thức được thì anh
chưa cảm nhận được hương vị biển. Có hải sản vậy, nhưng có mà tôm, cảm có nhận được cái hương vị bơ nhiều hơn là hương vị biển đúng không? À, bơ nè, có dạ bơ đúng nữa rồi, tại vì em không dùng dầu ăn, em chỉ dùng một xíu dầu ăn thôi, em dùng làm bơ sẽ tốt hơn dầu. Không, nhưng mà cũng là vừa cái khẩu vị em béo béo mà gọi là không có bị ngậy quá, không bị ngán quá đó. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy là chúng ta đã trải qua cái hai phần thưởng thức của bạn Huỳnh Quý với món cơm chiên Dương Châu và cơm chiên hải sản. Quyết định đi, món nào là món giành chiến thắng ngày hôm nay? Thì trước hết cũng xin được cảm ơn bạn Tiên và bạn Huyền, hai bạn ngày hôm nay đã dành công sức, dành thời gian để chế biến được hai dĩa cơm chiên Dương Châu và dĩa cơm hải sản, là những cái món ăn mà Huỳnh Quý rất là thích. Cả hai đều có cái đặc trưng riêng của mỗi người. Căng quá, em xin chọn cơm Dương Châu hả? Cơm chiên Dương Châu của Mỹ Tiên là chiến thắng. Chúc mừng bạn. Mà không có thể nào mà quên đi lời khen dành cho bạn Thanh Huyền. Bạn rất là cố gắng. Đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Xin mời Huỳnh Quý trao tặng cho Mỹ Tiên. Chúc mừng bạn. Chúc mừng Tiên nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm xúc của Mỹ Tiên như thế nào? Dạ em tới đây cũng không có nghĩ là mình sẽ thắng như vậy, nhưng mà nếu thắng thì cũng vui ạ. Vui chứ, vui chứ. Dạ. Còn với Huyền nè, em muốn nhận phần thưởng của mình không? Dạ thôi ạ, tại vì em sao tới vậy? Đây là em nấu cho anh Quý ăn được một bữa cơm, vậy là em đã thích rồi ạ, đã thích vui đó. Rồi. Dạ. Thì giờ tặng quà thêm không chịu á? Dạ được ạ, nếu được thì vẫn lấy. Lại đây nè. Dạ. Ủa, phải tặng cho em anh giỡn đó. Đây. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Dễ thương. Sau hai dĩa cơm Dương Châu và cơm hải sản thì Huỳnh Quý xin phép được mời Huyền và Tiên đây cũng như là anh Hoàng đây về nhà em để có một bữa cơm gia đình thật là ấm áp thân mật. Mà ai nấu? Chính bản thân em nấu. Wow. Cảm ơn Huỳnh Quý rất nhiều. Cảm ơn Mỹ Tiên, cảm ơn Thanh Huyền đã mang lại rất là nhiều niềm vui cho chúng tôi ngày hôm nay với Khẩu Vị Ngôi Sao. Chúc cho Huỳnh Quý nha, mãi phong độ như vậy nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.